Các bạn lưu ý nhé, đây là những cái tiêu chí để giúp các bạn có thể làm những tấm hình có thể nhìn lại 2-3 năm sau thì các bạn sẽ không thấy lỗi. Thật ra ngay giải quyết ngay câu chuyện, thậm chí là rất nhiều bạn đây có thể mắc cái trường hợp là ngay tối hôm trước làm thì rất là đẹp và đến sáng hôm sau nhìn đã rất là xấu. Thì những cái tiêu chí này giúp các bạn giải quyết toàn bộ những vấn đề trên, và có thể 2-3 năm sau các bạn nhìn lại tấm hình của mình nhìn nó sẽ rất là ok chứ không bị quá xấu. Đấy. Thì đầu tiên, tiêu chí thứ nhất của tông màu Việt Nam đó là độ bão hòa. Thì tiêu chí độ bão hòa là gì? Rất nhiều bạn khi làm về tông màu Việt Nam này thì các bạn làm thường là dị quá tay, các bạn làm sẽ rất là rực, hai là các bạn làm sẽ rất là nhạt. Đây. Đây thì đây là trường hợp là các bạn làm sẽ không đủ độ bão hòa này, nhìn nó nhạt. Và trường hợp thứ hai là các bạn làm nó bị rực, và còn rất là vô và những trường hợp khác. Nhưng đây là một cái trường hợp ở độ bão hòa, đây là tiêu chí thứ nhất. Là các bạn phải làm đảm bảo cái độ bão hòa nó đủ. Và độ bão hòa thay đổi ở đâu? Là Southern, là Vibrant, là Curve, là Calibration. Đây là những nhóm công cụ có thể thay đổi được cái độ bão hòa. Thì cái tiêu chí thứ nhất để các tấm hình của các bạn nó sẽ đẹp thì các bạn phải lưu ý về độ bão hòa nhé. Làm sao để tấm hình luôn luôn đủ độ bão hòa mà không bị thừa, không bị thiếu. Có khi nào các bạn làm cái tấm hình nhìn thì rất ok nhưng lúc sau mình thấy nhạt chưa? Các bạn có bị vào rơi vào trường hợp này không? Cái tiêu chí thứ nhất này thì có bạn nào bị mắc vào không nhỉ? Bạn có thể tương tác nhé. Năm anh em thì hiện tại có thể có 4-5 anh em bị trường hợp này, còn đa số là không bị đúng không? Rồi ok, thì đây là cái trường hợp thứ nhất về độ bão hòa. Và ở cái phần độ bão hòa này, ở phần độ bão hòa này thì các bạn phải nhớ về Southern, về Vibrant, về Curve, về Calibration. Thì đây là những nhóm công cụ để giúp các bạn thay đổi cái độ bão hòa. Thì trong trường hợp mà rực thì các bạn phải biết là trừ ở đâu. Còn mình chưa nói về cái tiêu chí khác. Tiêu chí thứ hai, tiêu chí về tương phản. Thì đây là cái, chắc là đây là cái lỗi mà rất là nhiều, đặc biệt là những anh em làm ảnh không chuyên nghiệp, có nghĩa là mới vào nghề ấy, thì anh em sẽ mắc cái lỗi này cực kỳ nhiều. Có nghĩa là anh em sẽ bị làm cái ảnh nó rất là gắt, dựa quá nhiều vào contrast làm cho ảnh không bị mềm mại, không được mềm mại. Có nghĩa là cứ làm trong là auto phải dùng contrast và cái hình ảnh của anh em sẽ trở nên rất là gắt. Thì cái tiêu chí thứ hai của tông màu Việt Nam đó là gì? Đó là tương phản nó phải đủ, không được thiếu, không được thừa. Thì khi mà anh em lên được cái bộ tiêu chí như thế này, nếu các bạn lên được cái bộ tiêu chí như thế này thì chắc chắn là sau này các bạn sẽ không xảy ra trường hợp là hôm nay đẹp ngày mai xấu nữa. Và cái bộ tiêu chí này thì các bạn phải tự lên được của mình. Có nghĩa là cái bộ tiêu chí này mình sẽ tự nhiên là mình sẽ chia sẻ cho các bạn, nhưng có nghĩa là để lâu về dài thì các bạn phải tự có tiêu chí cho mình để đánh giá theo cái cảm nhận của mình, cảm thấy như thế nào đủ. Để tránh cái trường hợp trong một cửa hàng thì có nhiều nhân sự chẳng hạn, thì có nhiều bạn thì mỗi bạn thích một kiểu, thì mình sẽ đưa ra cái bộ tiêu chí của một cửa hàng để các bạn nhân sự có thể follow theo. Thì chắc chắn là các bạn phải tự lên được cái bộ tiêu chí của các bạn về tông màu trong Việt Nam này, hay tông màu trong sáng, bất kỳ một tông màu nào khác. Đây thì ví dụ đây này. Đấy, đây là trường hợp thứ nhất là thay đổi cái ảnh này nhìn nó rất là nhạt này, thiếu này. Cái trường hợp này là thừa. Và đây là cái trường hợp mà rất nhiều bạn hay mắc phải, đó là tăng quá nhiều độ bão hòa và ảnh trở lên nhìn rất là gắt. Đây nhá, nhóm thay đổi tương phản này gồm nhóm công cụ highlight vixen. Highlight vixen gồm những công cụ ban đầu mình đã chia sẻ, đó là black, đó là shadow, đó là highlight và white. Và nhóm công cụ thứ hai là contrast, nhóm công cụ thứ ba là curve. Đấy. Đấy thì các bạn có bị mắc trường hợp như thế này không nhỉ? Có cách là mình phải tự lên được cái bộ tiêu chí của mình thì nó sẽ tránh cái trường hợp nó bị ảnh hưởng này. 5 bạn đang xem thì không biết là các bạn có bị ảnh hưởng, có bị xảy ra lỗi này không? Những lỗi này mà các bạn nào, có bạn nào không bị ý, thì chắc là các bạn đã làm tốt mùa Việt Nam rất là tốt rồi, hoặc có thể làm được Hàn Quốc rồi đấy. Thật ra bản thân mình thì vẫn bị, có nghĩa là nhiều khi làm nó bị quen mắt và cảm thấy nó rất là đẹp rồi, thế là lại cứ tăng contrast lên, lại cứ tăng contrast lên cho trong, và nhiều khi là muốn làm một số tông màu Hàn Quốc muốn nó nhẹ nhàng lại giảm contrast quá sâu. Thì đấy là do mình không lên cái bộ tiêu chí nhất định. Còn khi mình đã có những bộ tiêu chí như thế này thì sau này mình làm mình sẽ so sánh cái tấm hình này với những cái tiêu chí mình đưa ra nó đã chuẩn hay chưa, và các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp dần những cái tiêu chí này lên, có nghĩa là mình càng ngày càng cải tiến cái tiêu chí mình càng ngày càng cao hơn. Tất nhiên các bạn không thể đưa tiêu chí một phát ra chuẩn luôn, mà nó sẽ cần một cái thời gian cải thiện hơn. Thì cứ dần dần như vậy các bạn sẽ có cái tiêu chí về tông màu Việt Nam như thế nào cho nó chuẩn. Có tiêu chuẩn nào về màu sắc sáng tối khi chụp để chỉnh ảnh dễ không ạ? Em thấy đa số ảnh chụp tối về chỉnh dễ hơn, không biết theo thầy thì ảnh độ sáng màu như thế nào là dễ nhất ạ? Theo những dòng máy ảnh full frame như bây giờ, những dòng máy ảnh như bây giờ thì bạn nên chụp file đậm đậm màu một chút thì vẫn khắc phục được, nhưng đừng đậm quá. Còn vì chụp file bây giờ thì máy ảnh full frame cái độ sắc nét rất là tốt, ảnh nó không bị loi rồi.
và ứng dụng của CapTran này, của camera bản những bản mới bây giờ thì nó còn gần như khắc phục được những lỗi đấy. Nên nó làm tốt thì anh thấy những file chụp cứ chầm chầm hoặc là hơi tối một tí thì sẽ làm sẽ tốt hơn những cái file nào bị chụp dư sáng quá. Rồi, tiêu chí thứ ba là tiêu chí của một bạn vừa nãy, đó là tiêu chí về trang phục ám màu. Và mình thấy trên cộng đồng bây giờ đang bị như thế rất là nhiều, đúng không? Có bạn nào trong này không không bị ảnh hưởng cái lỗi này không nhỉ? Có bạn nào trong này không bị cái lỗi sai về trang phục này không? Cuối live stream này cho em xin mấy tiêu chí này để xem hàng ngày nhé thầy. Những cái này sẽ có video và anh sẽ chia sẻ cả hình ảnh. Ok anh em nhé. Có anh em nào hay bị cái lỗi này không? Có bạn nào hay bị cái lỗi về trang phục nó sai màu không? Và đây, đây chính là cái lỗi làm cho ảnh của các bạn bị quê. Đây chính là lỗi làm cho các ảnh bị quê, có nghĩa là sau một thời gian các bạn nhìn lại ảnh của mình rất là chán. Ảnh người khác nhìn nó luôn luôn sạch sẽ, nhìn luôn luôn mềm mại. Cái ảnh của mình thì cứ sau một thời gian thì quay lại nó bị quê. Thì đây là cái lỗi mà trước đây mình cũng mắc phải, 5 năm trước thì mình cũng hay có mắc những lỗi này vì lúc đấy ở Việt Nam camera phát triển nó mới có một chút thôi. 5 6 năm trước. Nhưng mà khi các bạn có những tiêu chí như thế này chắc chắn là cái tấm hình của mình sẽ sang hơn, nó nằm đây này. Vì rất nhiều bạn nào hay bị sai màu thì các bạn nhìn đi, các bạn cứ nhìn kỹ về phong cách Hàn Quốc ấy thì các bạn sẽ thấy ảnh Hàn Quốc thường thường nó rất là sạch sẽ. Ở thời điểm hiện tại ảnh Hàn Quốc cũng có sự khác biệt rồi, cũng có trường hợp là váy sai màu nhưng đa phần là ảnh Hàn Quốc váy luôn luôn sạch màu và nhìn nó rất là thật. Thì đây là cái cách để các bạn đưa ra tiêu chí thứ ba để giúp các bạn làm cái tấm hình nó không bị quê nữa. Đây là cái tiêu chí cực kỳ quan trọng với tông màu Việt Nam. Thầy chỉnh lại cách chỉnh váy mắt người da trắng đẹp như thế nào cho chuẩn ạ? Em làm váy hay bị ám màu xanh, cách chỉnh màu quần áo bị ám màu thầy chỉ cách làm trang phục đi ạ. Đây tí nữa không có công thức nhá, bây giờ mình đang nêu ra vấn đề thôi thì các bạn cứ nêu hết ra vấn đề của mình đi. Hôm nay thì mình sẽ giải quyết tất cả những vấn đề của các bạn, để các bạn sau khi giải quyết được vấn đề thì bắt đầu mình đưa ra công thức, và cái trên cái công thức đấy sẽ có lưu ý để các bạn không mắc lại những cái lỗi này nữa. Mình sẽ có lưu ý cụ thể để các bạn sẽ không mắc lại những cái lỗi này nữa. Thì cái lỗi trang phục này là một cái lỗi cực kỳ quan trọng, và đây là một cái tiêu chí rất là quan trọng của tông màu Việt Nam, tiêu chí số 3. Rồi tiếp theo đến cái tiêu chí tiếp theo, đó là tiêu chí về tóc vét background không được sạch sẽ. Thì ở đây mình lấy cụ thể thì mình đang lấy về background thôi. Thì về cái phương pháp xử lý phông này cũng đã được chia sẻ trên website và chia sẻ trên cái YouTube Tizino rồi. Thì bạn nào mà chưa xử lý phông này nhá, chưa làm được phông sạch thì các bạn lên kênh YouTube để xem là rất là chi tiết rồi. Đây này, những lỗi phông này làm sao để nó sạch và vẫn còn nguyên đổ bóng ấy, vẫn còn nguyên cái bóng của phông để đánh nó thật, thì các bạn cứ lên kênh YouTube xem chi tiết nhá. Và cái trang phục ở đây thì mình không để cái lỗi về trang phục nhiều, với là cái lỗi vét, cái lỗi tóc ấy, nhiều khi các bạn nâng shadow nó quá cao thì nó xảy ra trường hợp vỡ màu, rồi tóc tai nó bị sơ sát hay là màu vét nó bị sơ sát bị đổi màu thì các bạn lưu ý nhá. Thì đây là tiêu chí thứ tư để các bạn làm cho ảnh trong sáng nó đẹp, nó mềm mại. Thì các bạn phải quan tâm về tóc, vest và background. Đây là trường hợp chung này. Các bạn có bao giờ bị quần áo như thế này không? Các bạn có bao giờ bị quần áo trang phục nó bị vỡ vỡ như này không? Và tóc tai nó bị sơ sát không? Đây, tóc bên này nhìn nó rất là mềm này. Đây, những phần shadow và background vẫn còn chi tiết này. Đấy, nhìn nó rất là mềm mại, còn bên này bị sơ sát. Thì đây là cùng một công thức nhá, có nghĩa là cùng một công thức. Ở tương hai tấm hình cùng một công thức nhưng mình chỉ thay đổi lại một cái nhóm công cụ thôi thì lập tức cái tấm hình nó đã bị thay đổi như thế này rồi. Đây là một tiêu chí cực kỳ quan trọng nữa về trang phục. Đây này, trang phục bị ám màu là thứ nhất, là thứ hai là background sạch không được sạch sẽ này, áo vest thì cũng bị những màu ám màu này, áo vest bị đỏ không còn đúng màu đen này. Đấy, làm tóc mềm ra sao vậy thầy? Chính là giảm shadow và tăng black đấy. Rồi, tất cả những cái này sẽ được giải quyết ở phần công thức, tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết ở phần công thức. Rồi sang tiêu chí thứ năm là về dí tước da. Thì trong cái khóa tộc tông Việt Nam này mình sẽ không có nhiều thời gian về dí tước da, thì cái phần dí tước da này các bạn chỉ cần lưu ý cho mình, đó là các bạn làm sao để nó làm cho nó sạch không bị bết và mất chi tiết. Có rất nhiều các bạn làm da rất là kém, ảnh nó sẽ bị bệt và bị mất chi tiết. Đây, các bạn sẽ làm da nó bị bết và mất chi tiết,
Thì đây là cũng là một cái tiêu chí của tông màu Việt Nam để làm sao các bạn làm ảnh nó sạch sẽ. Và cái tiêu chí này rất là quan trọng. Tiêu chí này rất là quan trọng trong quá trình để các bạn blend màu, đặc biệt làm ảnh phóng hay làm ảnh truyền thông, thì các bạn thấy là bây giờ mọi thứ đều chuyên nghiệp. Thì các bạn làm ảnh đẹp mà các bạn làm ra không tốt thì chắc chắn là ảnh cũng sẽ không để đẹp được. Thầy nói về cách làm ảnh background đen và background trắng. Background đen thì như nào nhỉ? Về background đen thì nó liên quan đến câu chuyện blue phone thôi. Background trắng thì câu chuyện hút màu và cũng là blue phone thôi. Tách đối tượng và blue phone. Thì cái này đã có video hướng dẫn chi tiết rồi. Trần Đức Tài nhé, có video hướng dẫn chi tiết về những cách xử lý phông này rồi, rất là dễ. Và có 2-3 video trên kênh YouTube Tizino rồi thì Tài cứ vào xem là được. Làm ra thấy rất khó, làm hay bị bết. Thì trong cái khoa học tông màu Việt Nam thì mình sẽ không có thời gian để làm ra, và làm ra thì sẽ có làm ở một cái khoa học khác. Thì anh sẽ chia sẻ sau. Thì làm ra này cũng là một cái cực kỳ quan trọng, nó cũng chiếm đến 30-40% của tấm hình nó có đẹp hay không. Thấy thấy nó có bán mấy cái mấy cái reset sẵn 1 triệu mấy của nào nó làm da, không biết chất lượng không, nó thấy nó bán tới 1 triệu luôn vậy. Hiện Đó là tại bàn đen, làm da của Stud. Cái retouch gì pro gì đó. ok Cái đó nhiều người bán, là cái đó đầy người bán về, nó mua ở Trung Quốc hoặc là nó mua đâu về nó Việt hóa lại, nó thi nhau nó bán, mà làm gì. rồi bây giờ nhá, đây là sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện là tại sao từ Tizino đến bây giờ chưa bán phần mềm làm ra, chưa bán bởi reset. Thật ra là bây giờ mình là người trực tiếp sang Trung Quốc học và đến giờ học 3 lần rồi. Tất cả những phần mềm của Trung Quốc hiện tại thì mình đang có sử dụng ở trên máy nhưng mình không hề bán. Bây giờ ra là như này, nó tất nhiên nó cũng có một số phần mềm hay có action thì ở Tizino có rất nhiều action để làm ra. Hiện tại có những học viên của Tizino đang bán action bên ngoài thị trường rất là nhiều, nhưng hiện tại Tizino chưa bán. Vì thật ra như này, cái action hay cái preset hay cái những cái phần mềm, những cái blend em mở rộng ấy, hiện tại nó chưa đáp ứng được cái câu chuyện làm ảnh chuyên nghiệp, với là làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Thì với những anh em mình đang làm nghề chuyên nghiệp như thế này thì những cái action như vậy nó chưa đáp ứng được, nó chỉ khắc phục là nó sẽ có những action làm ra nhanh hơn này, có action là nhặt mụn, auto được nhặt mụn, nhặt được lỗi lỗi thôi, chứ không có action nào để có thể làm da đẹp được. Vì đẹp nó chỉ đẹp ở cái da đấy chứ nó không thể đẹp được ở tổng thể và nhiều cho nhiều hình ảnh trong một cái quyển album. Rồi những cái panel hiện tại trên thị trường đang bán ấy, thì có một phần mềm đó là Desert Pro-X, hiện tại Trung Quốc đang bán Desert Pro-X cả. Và hiện tại có anh Nguyễn Long cũng đang bán cái phần mềm đấy. Thì có duy nhất phần mềm đó ứng dụng cái AI vào để nó làm ra, có nghĩa là cái nó ứng dụng AI và nó làm tách cái chất liệu. Thì cái phần mềm đấy đã là cái phần mềm có thể gọi là tốt nhất trên thị trường, nhưng nó cũng chưa đáp ứng được để làm ra chuyên nghiệp. Đây ví dụ này, anh sẽ cho các bạn xem qua những hình ảnh để làm ra thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Để làm ra được như thế này chắc chắn là sẽ không thể sử dụng phần mềm chạy được, và mình cũng làm tay vẫn nhanh bình thường, vẫn nhanh bình thường nha. Đây thì những cái này thì chắc chắn là phần mềm sẽ không làm được. Còn những phần mềm đang bán ấy thì ở trên thị trường ấy thì nó sẽ chọn ra những hình ảnh phù hợp với action đấy, phù hợp với phần mềm đấy thôi, chứ nó không thể sử dụng ứng dụng cho tất cả các loại da được. Vì phần Photoshop rồi tự làm ơn, giờ mình mới mới chỉ biết cái vụ Gaussian Blur nhầm nhầm bức nó cũng không hiệu quả. Gaussian Blur rồi cái gì quên này, nói chung là VBC. Gaussian về phần Gaussian Blur nó mình quên, nhưng mà thường là xài cái đó nhiều, nhưng mà nó cũng có một cái thì thấy nó cũng hơi bị hạn chế, chưa biết là Đang dùng frequency đúng không? Anh đang dùng frequency và có blur, có hai pass đúng không? đúng rồi nó coi như Hiện tại thì có những phần mềm nó hỗ trợ ứng dụng cái đấy, nên là Beauty Academy, Ultimate gì tốt. Thì nó giúp mình tách lớp, còn đấy là phương pháp frequency giúp mình tách lớp chất liệu. Thì cái tách lớp chất liệu đấy cũng giúp mình làm tốt hơn, nhưng nó chỉ làm phần nào thôi, nó sẽ không thể ứng dụng được. Nhiều khi mình không để tốt thông số thì nó sẽ xảy ra lỗi, có da đẹp và có da không, và cái đấy mình phải hiểu sâu về nó. Thì đây là những phương pháp thầy của thầy có dùng Ultimate Cheetos 300 mây đấy không nhỉ? không, hiện tại thì em đang không sử dụng Ultimate và em đang tự tạo và đang làm action. Thầy tự tạo hết luôn rồi. Wow. Ultimate Cái đó. là Cheetos rất tốt, nhưng mà khổ nỗi là hôm nay mình lên CC 2021 ấy, thì nó không hỗ trợ, tức tịch 20 thì được mà 21 thì không được. Rồi với anh em nào có câu hỏi nữa nhỉ? Rồi cái phần giống như cái phần làm da đó thầy có khóa học riêng luôn này.
Khóa học làm ra thì sắp tới sẽ có một khóa học combo kèm theo đó về kiến thức nền tảng về tất cả những cái tông màu Trung Quốc, Hàn Quốc thì sẽ có học combo. Thì Wow. con combo sẽ giới thiệu sau với buổi học buổi livestream này. Thì Ok, như tiếp này, tục đây. từ từ đã, em sẽ chia sẻ một chút về cái câu chuyện là cái panel đúng không? Ultimate làm tốt, Builder kia làm tốt hay phần mềm kia, bản chất những cái đấy đều là tự tay làm nên hết và hoàn toàn là ở dưới sẽ được chia sẻ cái cách để ứng dụng này làm ra được như vậy. Có nghĩa là những cái đấy nó đơn thuần nó chỉ là những cái Excel mở rộng để giúp người dùng này tối ưu sử dụng phần mềm nhanh hơn và trình bày nó chuyên nghiệp hơn. Còn những cái panel ấy bản chất nó vẫn xuất hiện là từ Photoshop ra. Thì khi mà tất cả anh em hiểu hết về cái nguyên tắc để tạo ra những cái như trên Ultimate gì tốt thì hoàn toàn anh có thể tự tạo được và anh lưu thành một cái action chứ không cần phải sử dụng đến phần mềm. Và cái quan trọng hơn hết đó là mình phải hiểu cái bản chất và kỹ thuật tách lớp nó như thế nào. Còn trên thị trường thì trôi nổi rất là nhiều cái phần mềm, nhưng mà thật sự anh em có thử tải thử mua về xem nó có ứng dụng được trên tất cả những ngành khác nhau không. Thì cái đấy yêu cầu là anh em phải nắm được về cái bản chất của Zeekr, bản chất của frequency và hiểu về chất liệu. Thì chỉ nói đơn giản anh em là tất cả những lỗi trên da, tất cả những lỗi trên da đều là lỗi sáng tối nhá. Ví dụ người ta có thể nói là mụn này, có thể nói là loang lổ này, có thể là người bị lám này. Nhưng nếu làm như Photoshop khi mà làm quy chuẩn về da, đặc biệt nếu là ở đây không biết là có anh em nào đang làm về hand Zeekr không, thì cái lỗi về da người ta chỉ nói đơn giản là lỗi về sáng tối. Tại sao là có phương pháp hai hand Zeekr, đó là tô sáng và tô tối. Thì khi mà anh em hiểu về bản chất là sửa lại lỗi sáng tối thì anh em làm sẽ rất là nhàn, chứ không còn câu chuyện là mụn hay là loang lổ nữa. Thì cái đấy nó sẽ có bản chất, có những cái để anh hiểu về bản chất công cụ đấy chứ không bị phụ thuộc vào màu sắc, à không, phụ thuộc vào phần mềm ấy, Excel mở rộng. Và những phần mềm nó không thể tối ưu được cho ảnh thời trang, ảnh cưới, ảnh fashion, nó sẽ không thể tối ưu được, mà bắt buộc mình phải hiểu về bản chất thì mình có thể tối ưu được, mới ứng dụng được trên nhiều ngành khác nhau. Với da ảnh Hàn Quốc thì mình sẽ có thể làm khác, da theo một cách Hàn Quốc này mình sẽ làm khác là mịn màng nhưng mà vẫn còn giữ tách nhưng nó mịn theo kiểu khác. Da fashion thì mình sẽ làm theo kiểu khác, mỗi da nó sẽ có một cái cách làm khác nhau. Thì đấy là về phần gì dưỡng da, tiêu chí gì dưỡng da nhá. Tiếp theo là em có câu hỏi gì em cứ đặt câu hỏi nhá. Em yếu gì dưỡng da, làm yếu lên hay bị bết, anh có video làm da không ạ? Có, em sẽ thông báo trong cuối khóa học. Vâng, em cũng làm da chủ yếu can thiệp sáng tối. Đúng rồi, làm da thì chủ yếu là can thiệp sáng tối thôi, có nghĩa là mình sẽ thay đổi về highlight và sau đó bản chất những cái mụn ấy, những cái mụn đấy, những điểm đen. Cái da mà nó đang rất là láng bóng ấy, tự nhiên có cái mụn thì đấy là cái điểm đen và nó tối xuống. Thì bây giờ mình phải làm sao để nó sáng lên. Thì đấy, khi mình hiểu cái nguyên lý như vậy thì mình xử lý da sẽ trở nên rất là nhàn. Rồi, ok. Thì tiếp theo này, thì đấy là tiêu chí về dưỡng da. Còn tiếp theo mình sẽ sang ở đây những tiêu chí trong sáng và đây những cái lỗi các bạn hay gặp phải này, các bạn sẽ làm bị như sau. Đây đây là cái chuẩn này. Và đây là cái bị có thể lỗi hồng hồng lỗi này. Và đây là cái lỗi này. Thì đây là những cái lỗi chung của các bạn, đó là sai màu tổng thể, có nghĩa là tất cả những chi tiết trên tấm hình này nó bị sai màu. Còn về tiêu chí chống sáng, tất cả các màu sắc trên tấm hình sẽ đồng đều, có nghĩa là màu lá cây không bị mất đi này, nó sẽ ở mức độ vừa phải, độ bão hòa sẽ ở mức độ vừa phải. Màu váy trắng nó cũng sẽ ở mức độ vừa phải. Tất cả chi tiết tấm hình nó sẽ được tăng lên, có nghĩa là tất cả các kênh màu trong cái màu chống sáng nó sẽ được tăng lên ở mức độ nhất định chứ nó không bị thiên màu này, không bị thiếu màu hay là không bị thừa màu. Còn đây là mấy trường hợp là nó bị sai màu rồi này. Đây. Da mọi thứ rất là sạch sẽ đúng không? Lá cây cũng ở mức độ vừa phải. Nhưng xuống như tôi mình như thế này này, lá cây nó bị thay đổi nhiều, độ hòa có ảnh này thì vừa thay đổi và tương phản, vừa thay đổi độ hòa nó đã rất là gắt, rất là khó chịu. Hay là những tấm hình nó đang bị lệch lệch màu này, quần áo trang phục không đúng màu nữa, nó cứ ám màu vàng và shadow và highlight nhìn cái ảnh rất là bết. Thì đây là cái tình trạng chung của các bạn lưu ý. Thì đây là toàn bộ những tiêu chí của cái tông màu Việt Nam mà các bạn cần lưu ý. Thì khi các bạn lên được cái bộ tiêu chí như thế này, và mình sẽ chia sẻ bộ tiêu chí này trong khóa học, nhưng mà các bạn sẽ phải tự tự lên được cái bộ tiêu chí của mình. Có là các bạn sẽ tổng hợp xem từ nhiều nguồn khác nhau và mình tìm ra những tông màu trong sáng mà mình thích, sau đó mình sẽ lên cái tiêu chí. Thì khi làm sau này khi mà làm mình dựa vào những tiêu chí mình đã lên ấy, và càng ngày các bạn thấy là các bạn sẽ làm được những màu đẹp hơn thì các bạn sẽ cải tiến cái tiêu chí đấy theo theo cái cảm nhận của các bạn. Còn tất nhiên là bây giờ để làm được như thế này chắc chắn là các bạn sẽ cần phải một thời gian trải nghiệm, và các bạn sẽ làm dần 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 thì các bạn sẽ làm được đảm bảo tất cả tiêu chí này nó chuẩn. Và khi làm được đảm bảo tiêu chí chuẩn này thì các bạn sẽ làm cái bộ tiêu chí của riêng mình. Và nếu các bạn làm studio, các bạn làm studio ảnh đám cưới của mình ấy, thì các bạn nên có cái bộ tiêu chí như thế này để khi nhân sự nhìn vào, các bạn có thể là nói nhân sự là anh thích thế này, anh thích thế kia, nhưng các bạn không rõ ràng về câu chuyện là ok, một trong sáng của anh nó phải như thế này,
em ở Việt Nam anh như thế này, em ở Hàn Quốc của anh nó phải như thế này. Thì mỗi người một cảm nhận. Ví dụ ở đây có 40, hiện tại đang có 54, có 54 người đang xem cái live stream như này. Nhưng mà 54 người này mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau, không thể giống nhau được. Nên là chắc chắn mình phải có những bộ tiêu chí rõ ràng thì mình có thể đồng bộ được câu chuyện về nhân sự. Thì các bạn phải rõ ràng với câu chuyện cái tiêu chí này nhá. Đây chỉ là tiêu chí của Việt Nam thôi, còn ngoài ra thì có rất nhiều tiêu chí khác nữa. Thì các bạn cần lưu ý. Rồi, trong quá trình xem video mà có phần nào các bạn còn thắc mắc và không hiểu thì các bạn comment xuống video cho dùm mình nhé. Hoặc là các bạn có thể xem thêm những nội dung thảo luận tại kênh YouTube của mình, đó là kênh YouTube Hồ Hồng Nghĩa. Và xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.